Chào mừng các shop đã đến với sự kiện người bán của Shopee Uni. Trước khi vào các điểm tin chính, các shop hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Shopee Uni nha. Và sau đây là điểm tin nổi bật của 2 tuần vừa qua. Tin tức đầu tiên về Shopee Live. Các shop mới mở đang suy nghĩ nhiều về cách thức quảng bá gian hàng hiệu quả mà tốn ít kinh phí hoặc hoàn toàn miễn phí thì thử ngay Shopee Live nha. Ngoài việc giúp các shop tăng lượt theo dõi hiệu quả, tăng lượt xem của sản phẩm, kích thích chốt đơn, Shopee Live còn đang có chương trình hỗ trợ shop mới khi livestream. Chỉ với 15 phút livestream, shop nhận ngay 100.000 voucher mua hàng và cứ thế live 6 lần, shop nhận tổng cộng đến 300.000 voucher và xu. Các shop có thể vào mục Tôi, Shopee Live, Bí kíp Shopee Live để xem thông tin, các tính năng cũng như các chương trình mới nhất. Tin tức tiếp theo, bộ quy tắc bán hàng trên Shopee Live giúp người bán hiểu các quy tắc và tuân thủ các hướng dẫn khi bán hàng trong một buổi livestream. Người bán có thể giúp Shopee xây dựng môi trường Shopee Live an toàn và thân thiện khi thực hiện theo các quy tắc sau. Từ đó khuyến khích nhiều người mua xem và mua sản phẩm của shop thông qua Shopee Live. Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra tranh chấp với người mua, thực hiện theo các hướng dẫn có thể giúp bạn bảo vệ quyền lợi của shop. Hãy cùng theo dõi chi tiết tại phần mô tả. Và tiếp theo là tin tức từ Shopee Captain. Với mục đích lan tỏa nhiều giá trị tích cực đến cho cộng đồng, tháng 6, tháng của Shopee Captain với rất nhiều hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn. Trao gửi yêu thương, nhóm Shopee Captain Hà Nội đã tổ chức thăm đặc biệt hai bé có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng số tiền quyên góp còn lại cho xã của người bé khác. Trong khi đó, tại đầu cầu Sài Gòn, nhóm Bắc Sài Gòn cũng đã phát động chương trình Một đêm no tròn, phát cơm đêm cho những người vô gia cư tại quận Gò Vấp và Bình Thạnh. Đồng hành, kết nối, phát triển, nhóm Shopee Captain tại Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công buổi gặp mặt với quy mô lên đến 200 nhà bán hàng tham dự. Tại buổi này, mọi người cùng nhau chia sẻ những kiến thức kinh doanh, vận hành ở Shopee. Không chỉ dừng lại ở việc trao đổi để phát triển, đây được xem là chất xúc tác thúc đẩy sự kết nối bền chặt và nâng cao tinh thần hoạt động vì cộng đồng hơn của team Sài Gòn. Sắp tới, cùng chờ đợi thêm một cuộc siêu gặp gỡ, hội tụ cả ngàn nhà bán hàng tại Hà Nội vào 19 tháng 6, hội ngộ seller, cùng lắng nghe chia sẻ từ founder của các shop top ngành hàng trên Shopee bằng cách đăng ký tham dự tại đây nhé. Tiếp theo là tin tức về quảng cáo Shopee. Vào những chiến dịch khuyến mãi lớn của Shopee như 9 tháng 9 ngày siêu mua sắm, 10 tháng 10 ngày sale thương hiệu, v.v. Quảng cáo Shopee thường có tỷ lệ chuyển đổi rất tốt và giá thầu từ khóa quảng cáo cũng trở nên cạnh tranh hơn. Nếu giá thầu của các từ khóa thủ công và quảng cáo khám phá không được điều chỉnh hợp lý, quảng cáo của shop sẽ dễ dàng mất đi thứ hạng hiển thị hàng đầu hoặc thậm chí là bị ẩn khỏi các trang tìm kiếm. Shopee ra mắt tính năng tối ưu hóa giá đấu thầu ngày khuyến mãi, giúp tự động tăng giá thầu cho các từ khóa và vị trí quảng cáo ở chế độ thủ công vào các ngày chiến dịch trong tháng. Ví dụ như ở tháng 6 này sẽ có chiến dịch chính 6 tháng 6 và chiến dịch phụ là 15 tháng 6, 25 tháng 6 để đảm bảo rằng quảng cáo của shop vẫn được tối ưu hiển thị. Tin tức tiếp theo, nếu bạn chưa biết bắt đầu quảng cáo từ đâu, lợi ích quảng cáo Shopee đem lại là gì, hay những tính năng mới và mẹo hay để tối ưu ngân sách thì còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay group chính thức của cộng đồng quảng cáo Shopee, nơi giao lưu và học hỏi của những người bán có kinh nghiệm và website chính thức của quảng cáo Shopee. Ngoài ra, vào mỗi thứ bảy hàng tuần sẽ đều có mini game với tổng giá trị giải thưởng là 1 triệu đồng tiền quảng cáo Shopee. Mỗi tháng sẽ có livestream giao lưu và chia sẻ với người bán kinh nghiệm. Mỗi tháng sẽ có 2 lớp đào tạo về quảng cáo Shopee cơ bản và nâng cao. Thứ tư tuần đầu tiên mỗi tháng, lớp cơ bản. Thứ tư tuần 3 mỗi tháng, lớp nâng cao. Bên cạnh đó, những người bán lâu năm, dày dặn kinh nghiệm sẽ chia sẻ những câu chuyện và kiến thức chạy quảng cáo của họ để truyền cảm hứng cho mọi người. Và tiếp theo là tin tức từ lập nghiệp với Shopee. Cuộc thi chia sẻ nổ đơn sale giữa năm 6 tháng 6 với hơn 40 bài viết dự thi cùng những chia sẻ nổi bật từ đông đảo người bán tại group lập nghiệp với Shopee tiếp cận hơn 1 triệu người bán. Chương trình đã tạo ra động lực cho các shop đua đơn đỉnh sale giữa năm, mang lại doanh thu hấp dẫn, cùng đón chờ những món quà đầy xịn sò mang đậm dấu ấn từ lập nghiệp Shopee đến các shop xuất sắc có tương tác cao nhất nhé. Các shop cũng đừng quên, lập nghiệp với Shopee là nơi hội tụ nhiều shop nổi bật, chiếu mới, chiếu cũ cùng nhau trao dồi kinh nghiệm và phát triển shop lớn mạnh, tham gia ngay tại link dưới phần mô tả. Và tin tức cuối cùng là chương trình đồng kiểm. Shopee đang áp dụng chương trình đồng kiểm, áp dụng cho tất cả các đơn hàng được giao đến 6 tỉnh, thành phố, bao gồm Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, với đơn hàng được tạo từ ngày 13 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2022. Mọi thông tin chi tiết các shop có thể xem dưới phần mô tả. Và sau đây là những sự kiện sắp diễn ra.
Cảm ơn các shop đã theo dõi. Hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Shopee Uni nha.